là Sony Z300. Dàn này bị lỗi CD nên mình chỉ nghe nhạc qua chức năng AUX 2 đầu AV ra 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Và dàn này có ngõ optical in, mình có thể kết nối với TV thông minh Smart TV qua tín hiệu quang. Thì các anh nào mua hàng thì vui lòng gọi cho em qua số điện thoại hoặc Zalo 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau và chốt hàng cho các anh. Dàn này thì mặt tiền ok nhưng mà phía sau của lo nó xấu nha, nên giá bán sẽ rẻ hơn giá thông thường 1-200 ngàn. Đây là dàn mini đại bass 12 cm, công suất âm ly rất lớn lên tới 70W. Công suất âm ly mà lên tới 70W hầu như nằm rất là ít ở một số model. Z300O công suất âm ly lên tới 75W chứ không phải là 70 nha. Có ngõ optical in, mình có thể kết nối Smart TV, TV thông minh qua tín hiệu quang. Ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Lo mặt sau xấu nên giá bán sẽ rẻ hơn so với những dàn thông thường. Giả sử dàn thông thường em bán dàn này là 800 ngàn thì lo mặt sau xấu thì em sẽ bán là 650 ngàn. Giảm giá do mặt sau nó nhăm nhăm như vậy nha. Thì chất lượng thì vẫn ok nhưng mà giảm giá thành cho mình để mình sở hữu một bộ dàn ưng ý, vừa đẹp vừa, sorry, vừa hay vừa rẻ. Công suất âm ly là 75W. Đây bây giờ thì mình nghe thêm một đoạn clip test nữa rồi em test cái nhạc trẻ sôi động cho canh tham khảo. Các anh xin lưu ý em nhắc một lần nữa, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu mà có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em, và dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m². Mỗi em hơi rộn ràng niềm vui vì anh đã cho.